Hoàng sinh nhật, Happy Birthday! Xin trân trọng chào đón tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình chúc mừng sinh nhật của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Việt Ba Media thực hiện. Xin chúc mừng cho những ai có sinh nhật trong tuần này. Và chúng ta hãy chào đón ba thí sinh rất hạnh phúc trong ngày hôm nay, bởi vì họ sẽ được hàng triệu triệu người chúc mừng sinh nhật họ. Bây giờ chúng ta sẽ biết họ là ai, đến từ đâu. Xin mời quý vị hướng về màn hình. Bộ đồ jean tướng ngầu thấy ớn, đồ thể thao có vẻ hiền hơn. Khi Ngọc Quân mặc đồ công chúa, có kém gì công chúa Chiêu Quân. Chúc mừng sinh nhật Kha Ngọc Quân. Thí sinh thứ hai. Đứng với hoa tôi khiến chàng lầm, chớ vừa nghĩ tớ đây thùy mị. Ít ai ngờ lúc tớ lên năm, cưỡi mô tô xé gió ngang trời. Chúc mừng sinh nhật Nguyễn Thị Hồng Ngọc. Chúc mừng sinh nhật. Thí sinh thứ ba. Hoa tươi thì cũng tươi, hoa xinh thì cũng xinh, hoa héo thì vẫn cười, nói chung là thi đẹp. Chúc mừng sinh nhật Lê Phạm Phi Phi. Xin chào bạn Kha Ngọc Quân. Chúc sinh nhật thật vui vẻ, hạnh phúc và an lành. Dạ, cảm ơn anh ạ. Lần này thì tôi nghĩ rằng bạn rất hạnh phúc và tôi nghĩ rằng hôm nay sẽ là một ngày thật ấn tượng với bạn. Dạ. Hôm nay bạn đến đây với ai? Dạ, đến gia đình ạ. Gia đình của bạn. Một lần nữa chúc bạn thật nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Dạ. 50 triệu đồng đang chờ bạn. Dạ, cảm ơn anh Huyền Linh. Xin chào bạn Hồng Ngọc. Dạ, em chào anh. Hôm nay có vẻ bạn quá là xinh. Dạ, cảm ơn anh. Ưu điểm trong cuộc sống bạn là gì? Dạ, ưu điểm là em hiền lắm. Hiền lắm hả? Dạ. Hiền dữ không? Hiền lắm. À mà. Hôm nay bạn đến phim trường với ai? Dạ, với bạn trai. Anh Minh Duyên, bạn trai của bạn. Bạn có biết nhiều bài hát của anh Minh Duyên không? Biết nhiều. Nhiều lắm hả? Dạ. Bạn thích nhất bài nào của anh? Thích nhất bài Bé Yêu. Biết rồi, anh Minh Duyên luôn luôn gọi bạn là Bé Yêu. Chúc bạn một ngày may mắn và sống mạnh. Dạ, em cảm ơn người. Xin chào bạn Phi Phi. Chào anh Linh. À, cái tên này rất dễ thương nha. Phi dạ. Phi. Bạn thích nhất điều gì trong cuộc sống? Em thích nhất là sau mỗi ngày đi học hay đi làm về có được một bữa ăn thiệt là ngon. Hôm nay bạn đến trường với ai? Dạ, em đến với ba người bạn. Ba người bạn của bạn. Chúc bạn thật may mắn trong ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn anh. 50 triệu đang chờ tất cả mọi người. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ba thí sinh với ba cơ hội ngang nhau đang đi tìm giá trị giải thưởng là 50 triệu đồng. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với vòng 1 của chương trình chúc mừng sinh nhật. Ở vòng 1 này thì ba thí sinh sẽ trả lời ba câu hỏi bằng cách đoán của các vị khách mời. Nếu như đoán đúng một người, thí sinh sẽ nhận được âm 5 điểm. Bây giờ thì chương trình sẽ tặng cho mỗi thí sinh mỗi người âm 5 điểm. Chúc các bạn may mắn. Thường thường thì trong các chương trình khác thì ta gọi điểm dương, nhưng đặc biệt trong chương trình này là âm. Điểm âm càng cao thì các bạn sẽ càng có cơ hội đến với vòng đặc biệt. Chúng ta bắt đầu với ba câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên. Xin chào. Giờ và Lan rất vui được tham gia chương trình chúc mừng sinh nhật. Chúc các bạn một sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt. Với các bạn là năm nay Mai Lan bao nhiêu tuổi? Chúc các bạn may mắn nha. Đây là nhà make up và tạo mẫu Mai Lan. À, nói đến Mai Lan thì rất là nhiều nghệ sĩ nổi tiếng biết đến Mai Lan bởi vì cô make up rất đẹp. Chúng ta đoán xem Mai Lan năm nay bao nhiêu tuổi? Mấy? Tao cũng nghĩ vậy. Mấy nào? Anh Minh Duyên thử coi mấy. 25. 25. 27. Ngọc Quân 24. Hồng Ngọc 27. Phi Phi 25. Bây giờ thì chúng ta sẽ biết rằng Mai Lan bao nhiêu tuổi?
chào. Bây giờ cho các bạn đang hồi hộp cho kết quả của hôm, Mai Lan sẽ thông báo ngay đây. Chính xác là Mai Lan được 35 tuổi thôi. Tôi cũng bất ngờ vì điều này. Tôi nghĩ là khoảng độ chừng 30 đổ lại thôi. Nhưng mà phải nói là trong hình rất trẻ đúng không các bạn? Các bạn đoán sai rất xa. Bây giờ thì chúng ta đến với câu hỏi số 2. Chào chương trình, chúc mừng sinh nhật. Thì rất vui được tham dự chương trình. Chúc các bạn dồi dào sức khỏe, sinh nhật thật là vui vẻ. Thì có một câu đố đối với các bạn. Thì năm nay được bao nhiêu tuổi? Một bậc mí nhỏ nhỏ đối với các bạn là Thi đã vào nhà chụp ảnh được 15 năm rồi đó. Chúc các bạn may mắn. 45. Đây là nhà với bạn Nguyễn Thành Thi, bắt đầu con đường với bạn từ năm 1994. Chúng ta cho biết Nguyễn Thành Thi năm nay bao nhiêu tuổi? 42. Thắng hả? Bốn mấy? Nói to lên bốn mấy? 42, 45. 45, 40, 42. Để xem bốn mấy nha. 43 tuổi là đáp án chính xác. 43. Vẫn chưa có ai có đáp án chính xác. Câu hỏi cuối cùng ở vòng 1. Bắt đầu. Các bạn ơi, khi mà xem TV thì khán giả thường khen rằng là sao lên TV điền trẻ hơn ở ngoài tới 5-6 tuổi. Chưa kịp mừng thì nhìn lại thấy là ngày cá tháng 4. Buồn thật. Vậy thì theo các bạn, Thanh Điền năm nay bao nhiêu tuổi? MC Thanh Điền là một gương mặt cũng khá quen thuộc với chúng ta trong chương trình Bắp Rang của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trong cuộc thi người dẫn chương trình năm 2005, anh đã đạt giải 3. Tôi nghĩ rằng các bạn sẽ đoán được tuổi của MC Thanh Điền, rất quen với chúng ta. Xin mời khán giả. Bây giờ là tôi nghĩ rằng là hai năm nay em thi Thanh Điền 25. 25. Có ai muốn đổi không? Bạn 26 có đổi không? Dạ không. Đổi 25 không? Có ai đổi 25 không? Không ai đổi hết. Khán giả thì bao nhiêu? Tôi biết Thanh Điền rất rõ, hình như 25 thì phải. Xin mời. Đáp án chính xác là năm nay Thanh Điền 25 tuổi. Thấy chưa? Tôi bảo bạn đổi và không đổi. Như vậy là ta đã kết thúc vòng 1. Ta cùng nhau chúc mừng cho người thắng cuộc, đó là bạn Hồng Ngọc. Chúc mừng bạn. Xin trân trọng chào đón quý vị và các bạn đến với vòng 2 của chương trình Chúc mừng sinh nhật. Ở vòng 1 thì cả 3 thí sinh chưa ai đoán đúng tuổi của các vị khách mời chúng tôi. Hy vọng ở lần 2 này thì thí sinh sẽ đoán chính xác, nhưng rất khó. Nếu như vòng 2 thí sinh đoán đúng một câu hỏi thì thí sinh sẽ nhận được âm 10 điểm. Hiện nay thì bạn Ngọc Quân 9, bạn Hồng Ngọc 8 và bạn Phi Phi 9. Tức là số điểm hơn nhau có 1 thôi. Câu hỏi đầu tiên, bắt đầu. Chào tất cả các bạn đang tham gia chương trình Chúc mừng sinh nhật. Không biết là các bạn tham gia chương trình ngày hôm nay có thể đoán được quý của Dũng và Linh là bao nhiêu tuổi không? Đây là một đôi song ca mới, một thử nghiệm mới, Hồ Anh Dũng và Trần Gia Linh. Hiện nay hai ca sĩ này còn rất trẻ. Bây giờ thì chúng ta đưa ra số tuổi nào. Bốn mấy? Nói to lên nào. 1, 2, 3. Rồi, ta bắt đầu. Người thì 44, người 45, người 38. Bạn Phi Phi 38. Nhỏ không? Em nghĩ chắc vừa rồi anh. Có thể. Tôi nghĩ khoảng 39. Bạn muốn đổi không? Không đổi luôn. Đổi không? Không đổi luôn. Dạ không anh. Một quyết định cuối cùng.
không ai đợi hết. Và bây giờ xin mời Hồ Anh Dũng và Trần Gia Linh. Dũng 21 tuổi và Trần Gia Linh 23 tuổi, tổng cộng là 4 tuổi. Còn câu hỏi cuối cùng, ở câu hỏi cuối cùng này thì thí sinh nào đáp đúng, tôi nghĩ rằng thí sinh đó sẽ tiến vào vòng trong. Bắt đầu. Đâu vậy Long? Bắt cá. Đâu Phi? Kim củi. Đố các bạn, năm nay tổng số tuổi của Vũ Long và Hoàng Phi là bao nhiêu tuổi? Đoán đi. Đây là hai gương mặt cũng khá quen thuộc của chúng ta, đó là Vũ Long và Hoàng Phi. Hai gương mặt trong bộ phim truyền hình Kính Vàng Hoa, Vũ Long và Hoàng Phi. Hai người cộng lại là bao nhiêu tuổi? Mấy? Mấy? 40. Anh Minh Nhiên nói nhiều. Anh nói 40 phải không? 43 hả? Dữ vậy? Đừng nghe lời ảnh, ảnh nói cao rồi. Khán giả mấy? 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 Đây là đáp án rất quan trọng đối với tất cả chúng ta. Ba thí sinh, tôi hỏi là một câu cuối cùng, có ai muốn đổi 39 không? Không luôn phải không? Bạn Ngọc không. Xin mời. Nãy giờ Vũ Long bắt được 20 con cá. Năm nay Vũ Long 20 tuổi. Còn Hoàng Phi, mặc dù Hoàng Phi không lụm được củi, nhưng mà Hoàng Phi lụm được 19 cây cà lem. Có nghĩa là Hoàng Phi hôm nay 19 tuổi. Vậy là tổng số tuổi của Vũ Long và Hoàng Phi là 39. Chúng ta sẽ biết là ai sẽ đến với vòng đặc biệt. Xin chúc mừng bạn Hồng Ngọc. Bạn sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 3 triệu đồng. Chúc bạn một sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn anh. Chúc bạn Vicky nhiều may mắn trong cuộc sống hơn. Có lẽ hôm nay chúng ta hơi kém may mắn chút xíu, nhưng không sao, vấn đề chúng ta đến đây là bạn Hồng. Và như vậy là chúng ta đã rõ rồi, người đến với vòng đặc biệt đó chính là bạn Kha Ngọc Quân. Chúc mừng bạn. Chúc mừng tất cả mọi người và chúc mừng sinh nhật. Happy birthday. Happy 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 birthday. Một ngày tươi vui đến với em tuyệt vời. Chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng cho bạn Kha Ngọc Quân, 24 tuổi, đã được bao bông đặc biệt và hy vọng rằng số tiền 50 triệu sẽ thuộc về bạn. Chúc mừng bạn. Vòng quay đầu tiên, nếu như bạn quay vào số 2, số 4 cũng được, bạn sẽ nhận 1 triệu đồng của chương trình. Chúc mừng sinh nhật. Mời bạn, vòng quay đầu tiên bắt đầu. May mắn, nối tiếp may mắn.